Christie và Smith là những người rời sân. Khi mà chúng ta đang nói về những sự thay đổi trong đội hình của Bournemouth thì Bournemouth đã phải nhận thêm một bàn thua nữa. Và đó là tình huống phản lưới nhà của Memphis. Sáu bàn thắng cho Liverpool trong ngày hôm nay. Sáu lần lưới của Bournemouth rung lên. Bàn thắng thứ tư đã đến với Manchester City 4-0. Cú đúp của Julian Alvarez trên sân Vitality. Đây là trận thứ hai ở ngoại hạng Anh. Julian Alvarez lập cú đúp. Phát xuống rất hay của Marikash. Đây là cơ hội dành cho Aston Villa. Rất nguy hiểm. Như vậy là tỷ số được mở cho đội chủ nhà. Tình huống đốt lưới nhà của Joachim Andersen. Đây là một tình huống triển khai bóng mạch lạc của Aston Villa. Một tình huống mà Costa rất bình tĩnh để có thể hãm được, rất nguy hiểm. Có vẻ như bóng đã vượt qua được vạch vôi. Bảng tỷ số đã thay đổi và 1-0 dành cho Wolverhampton. Trận đấu mới chỉ diễn ra được hơn 2 phút. Tạo ra ở trước khung thành Danny Ward. Bóng cực kỳ nguy hiểm và đã có tỷ số 1-1 cho các thủ Liverpool. Pha bóng vụng về của Vufa. Những tưởng trái bóng đã có thể vượt qua khỏi khung thành thì nó chỉ vượt qua tầm với, nhưng vẫn nằm gọn vào lưới của Leicester. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Tốc độ của Darwin Núñez. Cơ hội đây rồi, Núñez. Và lần thứ hai là một pha đá phạt lưới nhà của Vufas. Darwin Núñez thì vẫn tiếp tục bỏ lỡ cơ hội. Nhưng tốc độ của anh là không thể chê vào đâu được. Cú dứt điểm cũng hay rồi, nhưng chỉ chưa may mà thôi. Nhưng có lẽ ngày hôm nay sẽ là một ngày đáng quên với Vufas. Trung vệ bên phía Leicester, Trippier. Rất nguy hiểm, mạch lưới của Brighton đã rung lên rồi. Một tình huống đá phản lưới nhà của Caicedo và tỷ số là 1-0 cho Newcastle. Brighton đang có những phút đầu tiên đầy bất ổn tại St James Park. Một quả đá phạt góc tưởng chừng như vô hại của Kieran Trippier. Oliver Watkins. Và lưới của cầu thủ bên phía Leicester City lần thứ hai bị rung lên. Pha đưa bóng vào của Oliver Watkins đã chạm chân của Shuta. Một tân binh mới tới với Leicester City. Đường chuyền vào của Chosa. Rất nguy hiểm. Và mạch lưới của Leicester City đã rung lên rồi. Tỷ số của quân mình là 1-0. Kết thúc quả tạt vừa rồi của Chosa. Gỡ hòa dành cho đội bóng chủ nhà. Hàng thủ của Leicester City tiếp tục chơi không tốt, không có bất kỳ ai theo kèm đối với Chosa. Eze. Và lưới của cao thủ bên phía Leicester City đã rung lên. Bóng chạm sang ngang và đã đập trúng người của Iversen. Và chị Bamford. Cơ hội dành cho chủ nhà. Dứt điểm. Người lập công là Aronson. Bamford đã thi đấu rất nỗ lực nhưng bị kèm quá chặt từ đầu trận. Nhưng cuối cùng thì anh cũng đã có một pha bứt ra và kiến tạo cho Aronson. Đường chuyền của Pablo Sarabia. Hoàng Y Chan. Rất nguy hiểm, lưới đã rung lên. Bàn thắng mở tỷ số đã đến với cầu thủ Wolverhampton từ rất sớm. Những giây phút thực sự hồi hộp với cổ động viên của cả hai đội. Chuyền vào Aoni. Kíp qua. Bóng được phá ra rồi. Trọng tài công nhận đó là một pha lập công. Kíp qua đã tung ra cú sút. Sau đó bóng bật chân của Janka. Benmi đã làm hết sức có thể. Nhưng Golai đã xác nhận bàn thắng thuộc về Nottingham Forest.
quả phạt góc thứ 11 của trận đấu. Đánh đầu rất nguy hiểm, đã có bàn thắng 2-1 cho Newcastle. Một tình huống mà bóng đã bất ngờ chạm một cầu thủ của Newcastle trong vòng cấm và bay thẳng vào lưới của đội khách. Nhưng vẫn là cơ hội dành cho Everton. Rồi McNeil đang thi đấu rất hay, rất nguy hiểm, 3-0 dành cho Everton. Một trận đấu mà Everton đang làm tốt những ý đồ chiến thuật mà huấn luyện viên Sean Dyche mong muốn, và đồng thời thì họ cũng đang được đồng hành bởi cả sự may mắn nữa. Cú chuyền vào rất nguy hiểm, bàn gỡ dành cho Everton, rất bất ngờ, chấm hết dành cho đội bóng của Lampard thì bàn thắng lại đến dành cho Everton. Đánh đầu vào, 1-0 cho cầu thủ Brentford. Là người đã có cú đánh đầu này, nhưng có vẻ như người chạm bóng cuối cùng là Azpilicueta. Đánh đầu khá nguy hiểm, và như vậy là đã có bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ Brighton. Đó là một tình huống đốt lưới nhà của Loftus-Cheek. Chào sự trở lại của Graham Potter, một cương vị khác. Chính xác thì Loftus-Cheek đã để bóng chạm vào đầu gối của mình. Chuyền rất hay của Caicedo, Estupinan, dứt điểm. Và cuối cùng thì cầu thủ Brighton lại có thêm được bàn thắng, và nó lại là một pha đốt lưới nhà nữa của các cầu thủ Chelsea. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Người đã thực hiện một tình huống chọc khe xuất sắc, đó là Moses Caicedo. Rất nguy hiểm, lưới của Liverpool đã rung lên. 1-0 cho các cầu thủ Brentford. Có vẻ như người mắc sai sót trong tình huống này là Kunate. Vẫn là Hugo Bueno, đưa chuyền vào Costa, Adama Traore, và Jan Benedict đã đá phản lưới nhà trong tình huống vừa rồi. Bất ngờ thì trong 10 phút gần nhất, Wolverhampton là những người đã hoàn toàn chiếm giữ thế trận, và Southampton cho thấy rằng mùa giải năm nay thì thực sự là hàng thủ của họ rất tồi. Adama Traore là người đã tung ra cú đá cuối cùng. Tupinan được chuyền vào, rất nguy hiểm, và lại là bàn thắng dành cho cầu thủ Brighton. Lần này có vẻ như đó là pha đá phạt lưới nhà. Tình huống đá phạt lưới nhà đến từ Roman Pego. Rất nguy hiểm, tỷ số được mở cho các cầu thủ Crystal Palace. Nhưng phản ứng này thì chúng ta có lẽ sẽ cần đến một góc quay chậm. Các cầu thủ Palace đã ăn mừng. Luigi Nonto, Somerville, bóng được đưa vào lưới lần thứ hai trong trận đấu này. Thêm một lần nữa các cầu thủ Leeds United tạo nên bất ngờ ở đầu mỗi hiệp. Và lần này có vẻ như đó là pha phản lưới nhà của Rafael Varane. Hỏi Pierre. Emerson, bàn thắng thứ 3 cho Tottenham, và đó là một tình huống đá phạt lưới nhà của Salisu về Tottenham. Trong đó Southampton có tới 2 cầu thủ ghi bàn. 6 cho Liverpool trong trận đấu này. Lưới của Brighton đã rung lên, và bàn thắng đã được công nhận cho câu lạc bộ Liverpool. Một tình huống mà hàng thủ của Brighton đã chơi không tốt. Bukayo Saka chuyền bóng vào, rất nguy hiểm. Như vậy là lưới của Tottenham Hotspur đã rung lên, và đó là tình huống mà Hugo Lloris đã phạm sai lầm. 1-0 cho Arsenal. Thật sự quá chua cay cho đội trưởng của Tottenham Hotspur ngay sau khi anh mắc sai lầm khi mà đấm bóng thẳng vào lưới nhà. Kulusevski, Harry Kane, Harry Kane, 1-0 cho Tottenham. Kero đã đá phạt lưới nhà. Bộ ba tấn công của Tottenham đã làm quá xuất sắc nhiệm vụ của mình. Saliba,
bàn thắng dành cho Arsenal. Thật đáng tiếc, Saliba đã có một tình huống đá phản lưới nhà và giúp cho Leicester ghi bàn. Các cổ động viên của Arsenal hẳn là mong Saliba có thể ghi bàn cho pháo thủ, nhưng rất tiếc anh đã đưa bóng về gôn nhà. Đó là tình huống đánh đầu chuyền bóng của như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống cho Manchester United. Một pha xử lý rất bất ngờ của Luxor, bóng chạm người hậu vệ của Aston Villa đổi hướng. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Southampton. Và như vậy là 5-1 cho Newcastle. Không hề có lỗi biệt vị của Southampton. Cơ hội Jared Bowen. Rất nguy hiểm và bàn mở tỷ số đã đến với West Ham. Đó là một tình huống phản lưới nhà của Harrison Reed. Đá phạt góc. Nguy hiểm. Lưới của Brighton đã bị rung lên. Đường chuyền tâm tấp. Và sau một tình huống lộn xộn, tiền đạo vào sân tay người Patrick Bamford đã lập công. Cách biệt giờ chỉ là một bàn thôi. Kebado chuyền bóng vào. 3-0 cho Fulham. Quả phản lưới nhà của Tyrone Mings. Tới. Và tình huống phản lưới nhà của Robin Koch. 1-0 dành cho câu lạc bộ Leicester City. Rất cố gắng và tỷ số được nâng lên 2-0 cho Arsenal. Pha đốt lưới nhà của Fabian Schär. Pereira quá vội vã nhưng đã có bàn thắng dành cho Fulham. Luis Dunk là người đã đốt lưới nhà. Bàn đốt lưới nhà thứ hai của Brighton ở mùa giải năm nay. Renan Lodi rất nguy hiểm và bàn gỡ hòa đến với Nottingham Forest. Bàn gỡ hòa đến theo một cái cách đầy bất ngờ. Giacasolo. Sterling. Cầu thủ của Newcastle đã thay Chelsea ghi bàn. Công đầu trong bàn thắng này của The Blues thuộc về Raheem Sterling. Anh là điểm đến của một pha dàn xếp đá phạt bên phía The Blues. Đối mặt với Mitchell Saka. Rất tiêm. Lưới của Crystal Palace đã rung lên lần thứ hai và tỷ số là 2-0 dành cho Arsenal. Có lẽ đây cũng là dấu chấm hết dành cho đội bóng chủ nhà rồi. Cơ hội dành cho Joelinton. Một đều dành cho cao thủ Newcastle. Andrea Pereira. Andrea Pereira. Một bàn thắng rất đẹp mắt. Pereira ăn mừng. Đây ngạo nghễ